thì hôm nay mình đến với một trường hợp nâng ngực. Trường hợp này ngực quá nhỏ hả? Tuy nhiên một cái vấn đề rất là khó khăn ở đây là hai cái ngực nó xa nhau quá, khe ngực quá xa nhau, hai lỗ tim nó đổ ra ngoài. Thì đây là một cái trường hợp khá khó khăn, tại vì đa số phụ nữ là mong muốn khi làm xong ngực thì hai ngực phải gần sát nhau, cái khe ngực thật là hẹp. Tuy nhiên cái chuyện đó nó không phải là hoàn toàn là khả thi được đối với tất cả mọi trường hợp. Đối với những trường hợp như vậy thì mình cần phải làm gì? Thứ nhất là mình phải làm sao để cho hai ngực cũng đi vào nhưng mà cũng không để cho nó vào sát quá, tại nếu vào sát quá thì nó sẽ không phù hợp với lại cái đầu ti nó phải nằm giữa cái bầu ngực. Bây giờ đầu ti ra ngoài thì phải đưa cái túi ngực nó như thế nào đó để cho cái đầu ti nó cũng phải tương đối. Thứ hai là muốn đưa vào trong thì mình cần phải làm sao? Phải làm sao để bóc tách được cái phần cơ bên trong thật là đủ để mà đưa được cái túi ngực sát vào. Thì đối với trường hợp này thì mình nâng ngực qua đường nách, nâng ngực nội soi qua đường nách. Thông thường nếu mà đi qua đường nách thì rất là khó để mà, nếu mà tắc mù thì rất là khó để mà cho cái túi ngực đi vào sát trong được. Do đó ở đây mình có sử dụng hệ thống nội soi để bóc tách qua hệ thống nội soi ha, để mà làm sao để cho đưa được cái khoang túi nó đi vào sát bên trong. Sẽ thấy là hiện tại cái bầu ngực đi vào rất là nhiều. Đây là tư thế nằm, chứ còn nếu mà ngồi lên thì nó còn khác lại nữa.